Đã từ lâu Rosanna main vocal của Blackpink được xem là nữ thần tượng có trình độ vocal tốt nhất Gen 3. Không ngẫu nhiên mà cô lại được trao cho danh xưng đặc biệt này. Ngay từ trước khi ra mắt, cô nàng đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng vì sở hữu chất giọng khá độc lạ, không trùng lẫn với bất cứ ai cho đến thời điểm hiện tại. Khi đã đứng vững trong thị trường âm nhạc, Rose ngày càng chứng minh có được màu giọng độc lạ thôi chưa đủ. Với kỹ năng ca hát không phô trương và lên nốt cao cực chuẩn mà trong suốt thời gian dài hoạt động nghệ thuật, cô chưa bao giờ làm mọi người thất vọng về giọng hát của mình. Vậy để biết thêm về giọng hát thiên phú của bông hồng Úc thì ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua một số minh chứng nha. 1. Khả năng hát live đỉnh cao. Một đặc trưng ở các sân khấu quảng bá ca khúc hàng tuần của các thần tượng K-pop, khi giành được chiến thắng sẽ có những màn encore hát live gửi đến khán giả, và cũng từ đây mà các fan mới được chiêm ngưỡng giọng hát thật của Rose. Ở hầu hết các sân khấu encore của nhóm, không chỉ Blackpink mà Rose đều nhận được nhiều lời khen vì có giọng hát ổn định, lúc nào ra nốt đấy. Với trình độ luyến lấy mà cô nàng dễ dàng cân được mọi nốt cao, hơn nữa nàng bông hồng Úc không hề tỏ vẻ lo ngại mà ngược lại còn rất tự tin hát cùng với giọng hát siêu thực, đúng khí chất của một main vocal chuyên nghiệp. Không chỉ hát ổn định ở sân khấu cùng nhóm mà ở các sân khấu encore solo, cô nàng cũng được dịp khoe trọng giọng hát nội lực. Sau khi giành được chiến thắng, bông hồng Úc đã có một sân khấu encore khiến nhiều người trầm trồ. Dù một mình một người đi chăng nữa, cô cũng cân được tất cả các nốt cao khó nhằn, khiến ai nghe qua cũng phải nghiêng mình thán phục trước khả năng hát live hay như nước đĩa. 2. Được các tiền bối khen ngợi. Sở hữu giọng hát đặc biệt, vì vậy mà Rose đã nhiều lần được các nghệ sĩ kỳ cựu K-pop khen ngợi về giọng hát thiên phú có 102. Ngay từ khi còn là thực tập sinh của Kwai Chi, Rose đã vinh dự được góp giọng trong ca khúc Without You của đàn anh JD, trưởng nhóm của Big Bang. Sau khi ca khúc được phát hành, đã có rất nhiều người thắc mắc về giọng hát độc lạ của Rose, và trong một đợt quảng bá album trên Never, trưởng nhóm Big Bang đã chia sẻ về ca khúc ấy. Anh đã khen ngợi và gửi lời chúc đến cô nàng một cách tinh tế, nội dung như sau. Thật tình thì điểm nhấn của bài hát này không phải là mình, mà là một thành viên trong nhóm nhạc nữ mới của Kwai Chi. Em ấy còn rất trẻ và mình rất thích giọng hát của em ấy. Mình không thể tiết lộ tên của em ấy được, nhưng mong mọi người hãy quan tâm và dành nhiều yêu thương cho nhóm nhạc nữ này nha. Em làm tốt lắm, cảm ơn vì những nỗ lực của em. Có thể thấy giọng hát đặc biệt của Rose đã thu hút nhiều người, trong đó có cả đàn anh kỳ cựu JD. Mặc dù đang còn là thực tập sinh, nhưng giọng ca của cô vẫn rất ổn định, toát lên vẻ riêng biệt cuốn hút. Hay trong chương trình Fantastic Duo 2, Rose đã có cơ hội được giao lưu với tiền bối Gummy. Cô nàng đã vui vẻ nhận yêu cầu của các tiền bối là hát một đoạn nhỏ cho mọi người cùng nghe, và sau khi nghe được giọng hát ấy, tiền bối Gummy đã thật lòng chia sẻ. Bài này thực sự rất khó hát, nhưng em ấy có quãng giọng rất rộng, chúng ta sẽ không hát được nếu như không có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc. Em ấy còn có màu giọng vô cùng độc đáo, màu giọng lạ mà giới trẻ hiện nay rất yêu thích. Mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ khi Rose có thể lên nốt cao mà chẳng cần lấy hơi, vì vậy có thể nói cô nàng xứng đáng được nhận lời khen từ các tiền bối. Hai minh chứng khác là hai tiền bối của K-pop Gen 2, Hee-cho thành viên của Super Junior và Seo-hyun của SNSD. Cụ thể là trong chương trình Noel Brother, đàn chị tham gia vai trò là khách mời, đã chia sẻ gần đây cô rất thích nghe nhạc của một nhóm nữ, đó là Blackpink. Sau đó anh chàng Hee-cho đã hỏi, em ấn tượng với thành viên nào trong Blackpink? Cô nàng đã đáp lại, Rose, ngay lập tức đàn anh đã thốt lên, ôi, Rose giọng hát của em ấy rất tuyệt vời. Sau đó đàn chị còn hăng hái trổ tài giả giọng bông hồng Úc cực chuyên nghiệp, dường như giọng hát thiên phú của Rose đã dần đi vào tâm trí của các tiền bối. Khi chỉ cần nhắc đến nàng main vocal của Hát Hường, thì ngay lập tức giọng hát của cô luôn là thứ thu hút tất cả mọi người. 3. Được chính chủ khen ngợi. Nếu thường xuyên theo dõi Rose, thì chắc hẳn các Gun đều sẽ biết cô đã có những bản cover nhạc Âu Mỹ giản dị, nhưng vẫn rất thu hút đến cả chính chủ của các bài hát ấy phải tấm tắc khen ngợi. Trong chương trình Sea of Hope, Rose đã tham gia với vai trò là khách mời ngày hôm đó. Cô nàng ngồi chung một hàng ghế với các đàn anh và đã cover lại bài hát Slow Dancing in a Burning Room của ca sĩ John Mayer, một trong những thần tượng của cô. Với giọng ca trong trẻo, sâu lắng của Rose đã thực sự thu hút các vị tiền bối có mặt ngày hôm đó. Họ đã lắng nghe giọng ca ấy một cách tận hưởng và không hề rời mắt dù chỉ một giây. Không những thế, chính chủ của ca khúc cũng không khỏi u mê và anh chàng đã dành lời khen cho cô nàng qua cả hai mạng Twitter và Story Instagram cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng John đã đặc biệt gửi tặng cho Rose một cây đàn guitar điện màu hồng, cực sang chảnh, kèm theo tấm thiệp với lời nhắn, Rose, tôi nên cảm ơn em, vì thế tôi đã làm vậy đấy. Cô nàng đã hào hứng đăng lên story cá nhân với sự phấn khích, cuộc đời mình mãn nguyện rồi, xem ra Rose chắc là cô fangirl may mắn nhất vũ trụ.
Màn tương tác dễ thương của cả hai cũng khiến các fan thích thú. Suy cho cùng, thì nếu đã nghe giọng hát ngọt ngào của cô nàng, dù là ai, thì cũng phải siêu lòng trước giọng ca này thôi. Hai trong chương trình Noel Brothers quảng bá cùng nhóm, Rosé đã ngẫu hứng cover lại bản hit bất hủ một thời Waka Waka của nữ hoàng nhạc Latin Shakira. Vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người mà cô nàng đã hát một đoạn nhỏ vui vẻ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận thấy cô nàng đã cố tình hát giọng trầm để nghe giống với bản gốc hơn. Rosé đã được công chúng hết lời khen ngợi vì cô nàng chỉ hát chơi mà lại cuốn hút như vậy, đặc biệt hơn cả là bản cover dễ thương này đã được chính chủ Shakira chú ý. Đàn chị đã rất có tâm khi đã dành lời khen cho Rosé ở cả hai mạng Twitter và Instagram, còn đăng tải cả video cover của Rosé lên trang cá nhân cùng vài lời nhắn, oh wow, tôi thích nhìn thấy điều đó, siêu dễ thương, cảm ơn Rosé. Ngoài ra đàn chị còn dành lời khen cho mái tóc hồng của bông hồng Úc và còn tác hẳn tên cô vào bài viết. Mọi người không khỏi thán phục khi cô chỉ cần cất tiếng hát là đều nhận được sự chú ý từ mọi nơi. Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng toàn cầu của Rosé, cô nàng đều may mắn nhận được sự yêu thương của các ca sĩ nổi tiếng. Bên cạnh đó, sức hút từ giọng ca thiên phú của cô mang lại là không thể đùa được đâu nha. 4. Được các ca sĩ ngỏ lời hợp tác. Với giọng hát trời phú của mình mà Rosé đã nhiều lần được các ca sĩ đình đám dành nhiều lời khen và ngỏ lời muốn hợp tác chung. Cụ thể là trong một đoạn phỏng vấn với Jingle Music, IU đã có những chia sẻ về bản thân, đặc biệt khi được hỏi có nghệ sĩ nữ nào mà IU muốn làm việc chung không? Cô nàng đã không một chút suy nghĩ mà trả lời là Rosé của Blackpink, còn nói thêm, cô ấy rất lôi cuốn. IU cũng đã nhiều lần ngỏ lời muốn hợp tác cùng Rosé, còn bên kia thì Rosé lại tỏ vẻ hạnh phúc và cũng có ý muốn làm việc chung với đàn chị. Với tuổi nghề trong thị trường âm nhạc đã lâu, IU cũng đã được hợp tác với nhiều ca sĩ đình đám và tạo nên những bản hit bất hủ, nên vì vậy các fan rất mong vào một ngày không xa, hai giọng ca đình đám ấy có thể có cơ hội được làm việc chung. Hai trong chuyến lưu diễn thuộc khuôn khổ Blackpink In Your Area 2019 tại Melbourne. Trong phần trình diễn solo, Rosé đã không hát những bản mashup như thường, mà cô nàng đã chọn hát bản hit Coming Home của ca sĩ Skylar Grey, bài hát với thông điệp ý nghĩa rằng cô đang trở về nhà. Sau khi đoạn video sân khấu của Rosé được đăng tải và đã nhận về lượt tương tác khủng, điều đặc biệt đó là chính chủ của bản hit đã có lời khen trên trang cá nhân Instagram và ngỏ lời muốn song ca cùng nàng bông hồng Úc. Giọng ca của Rosé đã thu hút không những các nghệ sĩ trong nước mà các ca sĩ đình đám nước ngoài cũng hoàn toàn bị u mê bởi giọng hát ấy, và nữ ca sĩ Skylar cũng vậy. Có lẽ là vì quá say mê giọng hát của Rosé nên nữ ca sĩ không ngại mà ngỏ lời muốn hợp tác cùng. Sở hữu chất giọng mới lạ, trong trẻo cùng với quãng giọng đẹp, chinh phục được những nút cao khó nhằn mà ngay từ những ngày còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành idol quốc tế, cô nàng vẫn chưa bao giờ làm mọi người thất vọng về giọng hát thiên phú của mình. Nhưng không vì vậy mà Rosé tự cao, cô luôn học hỏi và trau dồi kỹ năng để bản thân tiến bộ hơn từng ngày. Cũng chính vì sự nỗ lực và cống hiến hết mình mà bông hồng Úc nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi từ các tiền bối lão làng trong nghề. Rosé luôn biết cách tạo ra sự khác biệt và tỏa sáng theo cách riêng của mình, góp phần vào sự thành công không nhỏ của Blackpink. Mong rằng vào một ngày không xa chúng ta sẽ được nghe lại giọng hát cuốn hút ấy với hình ảnh của một Rosé mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong lần comeback sớm nhất của Hắc Hương nhé. Còn các bạn nghĩ sao về giọng ca thiên phú của Rosé? Hãy cùng bình luận phía dưới cho tụi mình được biết với. Còn bây giờ nhớ đăng ký và ấn quả chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo từ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.